Thanh Vân tức giận tát đồng nghiệp ngay trên sóng truyền hình vì lý do không ngờ này đây. Hiện tại nhắc đến Vi Thanh Vân, mọi người nghĩ ngay đến một mỹ nhân nghiện dao kéo hơn là vai trò một diễn viên. Bởi lẽ trong vòng 16 năm, cô đã lên bàn mổ phẫu thuật đến 20 lần. Trong đó có khoảng 16 lần phẫu thuật thẩm mỹ. Chẳng những thế, cô không hề giấu chuyện này mà công khai rất thoải mái trước truyền thông và khán giả. Thời gian qua, sau những ồn ào về nhan sắc, hôn nhân, thì người đẹp tập trung cho công việc kinh doanh và chăm sóc con trai cưng. Mới đây nhất, cô nhận lời xuất hiện trong game show truyền hình và đây là sự kiện hiếm hoi cô tham gia. Trong khi hóa thân vào vai diễn, bị Vi Thanh Vân cướp mất vai trò vedette trong một show thời trang, diễn viên trẻ Phạm Yến không kiềm chế được, liền mắng nữ hoàng dao kéo những từ khó nghe như đồ giả tạo, đẹp nhân tạo. Ngay lúc này, Vi Thanh Vân cũng tự tin khẳng định bản thân có tiền, có gan thì sửa. Không thể giữ nổi bình tĩnh, Phạm Yến gào lên bất chấp, nói việc dao kéo của Vi Thanh Vân là bất hiếu, phá vỡ hình hài ba mẹ ban cho. Thậm chí người đẹp còn dự đoán sau này Vi Thanh Vân sẽ xấu hơn cả bây giờ. Quá tức giận, cô đã tát thẳng vào mặt đồng nghiệp và không quên lớn giọng: "Tao tát mày cái này là tao tát thay cho cuộc đời, mày nên tỉnh ngộ đi, nếu không tỉnh ngộ và sống biết người biết ta thì vào rừng mà ở." Đối với nữ diễn viên, việc phẫu thuật thẩm mỹ không có gì là xấu xa, cô tự tin với ngoại hình của mình sau nhiều lần trùng tu. Đây là phát ngôn sốc nhất của Vi Thanh Vân từ khi đại phẫu thuật thẩm mỹ đến giờ. Thời gian qua, Vi Thanh Vân liên tục chiếm sóng làng giải trí vì những ồn ào đời tư. Theo đó, nhan sắc khá lạ bị cho là xuống cấp do di chứng sau phẫu thuật thẩm mỹ đã bị mang ra mổ xẻ trên khắp các diễn đàn. Chưa dừng lại ở đó, mới đây, Vi Thanh Vân tiếp tục khiến người hâm mộ bất ngờ với phát ngôn không thể sốc hơn khi được hỏi về chuyện tình cảm bây giờ. Khi được kênh báo chí hỏi về chuyện tình cảm cá nhân, Vi Thanh Vân cho biết hiện mỗi tháng số đàn ông theo đuổi cô càng tăng lên. "Tôi đang yêu, yêu ở đây không phải là tình yêu đôi lứa. Có nhiều phụ nữ chỉ biết chìm đắm trong tình yêu nam nữ một cách ngây dại, bất chấp mọi thứ. Vi Thanh Vân có nhiều đàn ông theo đuổi, yêu đơn phương, những người đàn ông thích tôi, tầng lớp nào cũng có. Song để tôi chọn họ thì hơi bị khó, tôi không bao giờ hạ giá của tôi ngày một tăng. Mỗi tháng số người đàn ông theo đuổi cũng tăng lên nên cuộc đua ngày càng khốc liệt." Kể từ khi Vi Thanh Vân và chồng cũ Bảo Duy chính thức ly hôn vào tháng 3 năm 2017, thay vì tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật, cô tập trung hoạt động kinh doanh. Chọn cuộc sống làm mẹ đơn thân, Vi Thanh Vân thừa nhận cô cảm thấy thoải mái và hạnh phúc. Con trai chính là động lực để cô phấn đấu làm việc, vạch ra những kế hoạch trong tương lai. Trước đó không lâu, Vi Thanh Vân khiến khán giả bất ngờ khi khoe căn hộ hơn 10 tỷ được cô mua tặng con trai nhân dịp sinh nhật 2 tuổi. Cận cảnh nhan sắc vừa đại gia hơn tuổi khiến Trương Nam Thành phải từ bỏ cả đam mê nghệ thuật. Vào ngày 1 tháng 11, người mẫu diễn viên Trương Nam Thành đăng tải tấm ảnh mặc vest đen bảnh bao trên trang cá nhân. Nói về bức ảnh này, Á Vương Manhunt 2011 trịnh trọng thông báo giờ G đã tới. Phía bên dưới phần bình luận, bố ruột và nhiều bạn bè đã gửi lời chúc phúc đến Trương Nam Thành. Điều này làm dấy lên nghi án mỹ nam họ Trương vừa bí mật tổ chức đám cưới với nữ doanh nhân hơn tuổi. Cùng thời điểm, bạn gái của Trương Nam Thành cũng đăng tải bức ảnh mặc váy trắng trông giống cô dâu trên trang cá nhân. Trước thắc mắc của nhiều người, một người bạn thân của Trương Nam Thành tiết lộ, nam diễn viên đang bận rộn chuẩn bị cho ngày rước nàng về dinh. Hôn lễ sẽ diễn ra tại một khách sạn sang trọng ở Hà Nội vào ngày 18 tháng 11. Cách đây một tuần, cặp đôi cùng một số bạn bè thân thiết đã bay vào Đà Nẵng để chụp ảnh cưới tại một resort sang trọng. Được biết, bạn đời của Trương Nam Thành không phải là những chân dài nổi tiếng showbiz Việt như các mối tình của anh trước đó. Cô tên Thu Huyền và hiện đang làm công việc kinh doanh. Không chỉ hơn tuổi Trương Nam Thành, bà xã anh còn từng lập gia đình và có con riêng. Cũng bởi sự khác biệt này, mối tình của Trương Nam Thành và Thu Huyền từng vướng phải không ít chỉ trích từ dư luận. Trước đó, Trương Nam Thành cũng thú nhận anh đã bí mật làm thủ tục kết hôn với bạn gái và chuyển ra sống ở Hà Nội để vun vén cho tổ ấm. Anh tiết lộ bà xã làm nghề kinh doanh và cả hai chưa có con chung. Mặc dù con trai lấy vợ hơn nhiều tuổi, bố mẹ Trương Nam Thành vẫn rất ủng hộ. Bản thân nam diễn viên cũng không ngại dư luận bàn tán về khoảng cách tuổi tác của vợ chồng anh. "Tôi nghĩ khoảng cách tuổi tác không nói lên vấn đề gì. Trong xã hội hiện đại ngày nay, bà xã hỗ trợ tôi nhiều trong việc kinh doanh nhà hàng hiện tại. Tôi không ngại bị cho là dựa dẫm vào vợ, vì hai người yêu nhau, đồng hành và giúp nhau trong cuộc sống là chuyện bình thường. Tôi hài lòng với sự lựa chọn của mình và biết cách cân đối mọi thứ để hạnh phúc. Từ khi lập gia đình, tôi thấy mình trưởng thành, sống điềm đạm và vững chãi hơn trước."
Trương Nam Thành công khai mối quan hệ với bà xã doanh nhân từ giữa năm 2017. Trên trang cá nhân, anh thường xuyên chia sẻ những hình ảnh tình cảm của cả hai cùng lời yêu thương. Nếu được lựa chọn một lần nữa, tôi vẫn sẽ lựa chọn người phụ nữ này. Cô ấy là một phần không thể thiếu trong cuộc đời tôi. Trước khi kết hôn với bạn gái hơn tuổi, Trương Nam Thành từng có nổi tiếng với những mối tình lái máy bay. Đường tình yêu của anh trước khi kết hôn với doanh nhân hơn tuổi đã tốn nhiều giấy mực của báo giới. Ở thời điểm đạt danh hiệu Á Vương Manhunt International 2012 và Á Quân Bức Nhảy Hoàng Vũ 2012, Trương Nam Thành công khai hẹn hò chị gái Á hậu Việt Nam Vũ Hoàng My là Hoàng Yến, hơn anh 6 tuổi. Việc kém người yêu 6 tuổi cùng cường độ xuất hiện dày đặc trên các mặt báo khiến đời tư của anh được đặc biệt chú ý. Tuy nhiên, sau hơn một năm hẹn hò, nam người mẫu sinh năm 1991 đã chia tay bạn gái hơn tuổi trong thắc mắc của nhiều người. Trong khi chị gái Á hậu Việt Nam 2012 từ chối trả lời báo chí về nguyên nhân chia tay, Trương Nam Thành đã khẳng định không có người thứ ba xen vào cuộc tình của họ. Chia tay Hoàng Yến một thời gian, Trương Nam Thành công khai hẹn hò đồng nghiệp Thùy Linh vào cuối năm 2014. Thời điểm này, nam người mẫu và bạn gái hơn 2 tuổi xuất hiện thường xuyên ở các sự kiện giải trí. Nam Thành từng khẳng định anh yêu Thùy Linh nghiêm túc và đang nghĩ đến tương lai, ngôi nhà và những đứa trẻ. Đầu năm 2017, nam người mẫu đã cầu hôn bạn gái tại bữa tiệc do nữ người mẫu tổ chức. Anh cho biết sau hơn 3 năm bên nhau, đã đến lúc anh muốn về chung một nhà với Thùy Linh. Tuy nhiên, không lâu sau đó, Trương Nam Thành và Thùy Linh thông báo hủy hôn trên nhiều trang báo. Nam Thành cho biết họ quyết định hủy hôn vì lý do cá nhân không tiện chia sẻ. Trong khi đó, Thùy Linh chia sẻ họ không đến được với nhau vì có người thứ ba. Trương Nam Thành sinh năm 1991, xuất thân là người mẫu, từng đoạt Á Vương 3 tại cuộc thi Manhunt International 2011. Năm 2012, Trương Nam Thành thi Bức Nhảy Hoàng Vũ và đoạt ngôi Á Quân. Ngoài nghề người mẫu, anh còn thành công với lĩnh vực phim ảnh. Trương Nam Thành đã đóng nhiều phim truyền hình như Một Nửa Yêu Thương, Cuộc Chiến Nhân Tâm, Kẻ Gây Hấn, Ngoại Tình Với Vợ, Thế Lực Ngầm. Hoa hậu Trái Đất Phương Khánh chính thức lên tiếng về mối quan hệ với Ngọc Trinh khiến ai cũng ngỡ ngàng. Cách đây khoảng 5 năm, Ngọc Trinh từng xuất hiện trên báo cùng một cô gái 17 tuổi có ngoại hình khá xinh xắn và giới thiệu là em gái kết nghĩa. Cô gái ấy tên Ngọc My, sở hữu chiều cao ấn tượng 1m72. Thời điểm đó, Ngọc My từng được kỳ vọng sẽ tiếp bước Ngọc Trinh trở thành gà cưng của ông bầu Vũ Khắc Tiệp. Thế nhưng đột nhiên, cô nàng biến mất khỏi làng giải trí. Để rồi đến năm 2018, cô gái ấy bất ngờ trở lại với một cách vô cùng hoành tráng, khi giành ngôi vị Hoa hậu Trái Đất 2018 với cái tên thật của mình, Nguyễn Phương Khánh. Sự bất ngờ này đã lập tức trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi trên các diễn đàn mạng trong suốt thời gian vừa qua. Bên cạnh những lời chúc mừng, động viên thành công ngoạn mục của Phương Khánh là không ít những bình luận và hoài nghi về quá khứ của cô nàng. Mới đây, trong một cuộc giao lưu trực tuyến, Hoa hậu Phương Khánh đã thẳng thắn đối mặt với những tin đồn bủa vây xung quanh mình. Trong số đó có cả mối quan hệ của cô với Ngọc Trinh trong quá khứ. Theo lời Phương Khánh, cô và Ngọc Trinh từng quen biết và chơi cùng với nhau một thời gian. Trong mắt Phương Khánh, Ngọc Trinh là một người phụ nữ tốt, giúp đỡ cô rất nhiều trong cuộc sống. Đó là lý do khiến Phương Khánh rất ngạc nhiên khi cô thấy mọi người cho rằng hình ảnh của mình bị xấu đi khi chơi chung với Ngọc Trinh. Thật sự tôi không hiểu vì sao mọi người lại nghĩ hình ảnh của tôi là xấu đi khi tôi từng chơi với Ngọc Trinh, bởi tôi là người rất đơn giản, không quan trọng việc hình ảnh của mình có bị xấu đi hay không. Tôi vẫn luôn xem Ngọc Trinh là một người bạn, chị ấy cũng là người phụ nữ tốt. Khi tôi còn nhỏ và chơi với chị Ngọc Trinh, thì chị ấy giúp đỡ tôi như một người chị. Chị ấy tư vấn thời trang, cách làm đẹp, vì tôi từng bị rất nhiều mụn. Chị Trinh luôn khuyên tôi giữ giá trị của mình và đừng bị các tin đồn xung quanh tác động. Những điều mà mọi người bàn tán lúc đầu cũng làm tôi rất buồn, nhưng hiện tại tôi không suy nghĩ đến nữa. Tôi luôn trân trọng tình bạn giữa mình và chị Ngọc Trinh, Phương Khánh khẳng định. Trước đó, anh trai, đồng thời là quản lý của Phương Khánh cũng lên tiếng về sự việc này. Anh cho biết mối quan hệ của Phương Khánh và Ngọc Trinh không đến mức độ thân thiết như chị em kết nghĩa mà mọi người vẫn nói. Đồng thời anh cũng khẳng định Phương Khánh chưa bao giờ đầu quân cho Vũ Khắc Tiệp. Trong một bài phỏng vấn từ năm 2013, Phương Khánh từng kể về mối lương duyên của mình và Ngọc Trinh. Theo lời Phương Khánh, hồi đó da cô bị rất nhiều mụn nên thường xuyên đến spa của Ngọc Trinh để điều trị. Vì thế hai chị em đã quen và chơi cùng với nhau. Thế nhưng sau đó, cô không muốn phát triển sự nghiệp ở Việt Nam mà qua Singapore du học. Từ đó cô và Ngọc Trinh cũng ít liên hệ với nhau. Cái tên Ngọc My cũng thôi không còn được Phương Khánh sử dụng. Về phía Ngọc Trinh, khi trả lời về mối quan hệ với Phương Khánh, Ngọc Trinh cũng cho biết, em ấy có qua spa tắm trắng,
mua đồ ở shop nên hai chị em quen biết nhau. Trong một lần tình cờ gặp anh Vũ khắc tiệp, anh ấy thấy cô bé xinh nên có rủ hai chị em chụp chung một bộ hình. Chúng ta quen biết vậy thôi chứ không đến mức quá thân thiết.